Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 17, từ câu 10 đến câu 13. Các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: Vậy sao các kinh sư lại nói Elia phải đến trước? Người đáp: Ông Elia phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Bấy giờ các môn đệ hiểu người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ chương 17 sách Các Vua quyển thứ nhất, nói đến ơn gọi của tiên tri Elia, vị tiên tri suốt một đời anh dũng chiến đấu bảo vệ đức tin. Thời của ông cũng là triều đại vua A-Kha, một ông vua nhu nhược, đã để cho hoàng hậu Elizabeth, một kẻ ngoại giáo độc ác, thao túng hoàng triều. Bà đã dựng bàn thờ thần Ba-An ngay tại thủ đô, thay vì dựng bàn thờ Thiên Chúa. Bà đặt các pháp sư trông coi đền thờ. Bà muốn biến Israel trở thành quốc gia thờ thần ngoại giáo, trước nguy cơ đức tin của toàn dân bị đe dọa. Tiên tri Elia vì lòng nhiệt thành của mình đứng lên tố cáo sự yếu hèn của vua A-Kha và tội ác của hoàng hậu Elizabeth. Một lần, ông đã một thân một mình chiến đấu với 450 tư tế của thần Ba-An. Trong cuộc chiến này, thắng lợi thuộc về tiên tri. Hoàng hậu Elizabeth vốn đã thù ghét ông, càng căm thù ông dữ dội. Bà đặt mối thù không đội trời chung với tiên tri Elia. Như vậy, trong cựu ước, tiên tri Elia đã có công gìn giữ, bảo vệ đức tin. Ông đã chiến đấu đến cùng để toàn dân Israel quay về với chân lý là chính Thiên Chúa. Ông đã dọn đường cho dân quay về và trung thành thờ phượng Chúa. Trong Tân Ước, hình ảnh đẹp về tiên tri Elia được Chúa Giêsu gán cho Thánh Gioan Tẩy Giả. Thật Elia phải đến chấn hưng mọi sự, và thầy bảo các con, Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết người, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Bấy giờ, các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả. Giống tiên tri Elia, Thánh Gioan là người dọn đường thật tài ba để đưa Chúa đến trong lòng con người và đưa con người về với Chúa. Ngài đến trấn hưng lòng người bằng lời kêu gọi ăn năn sám hối. Suốt đời Thánh Gioan đã thao thức và bảo vệ đức tin khỏi mọi ngẫu tượng là lối sống xa hoa, tội lỗi của vua chúa và của dân chúng. Ngài kiên cường chiến đấu cho chân lý, đã gìn giữ đức tin đến đổ máu vì đức tin ấy. Thời xưa, Chúa dùng tiên tri Elia để thanh tẩy đức tin của dân Israel trước sự suy đồi về tôn giáo. Đến thời Chúa Giêsu, Thiên Chúa dùng Thánh Gioan để thanh tẩy đức tin của dân Chúa, để dọn đường cho đấng cứu thế đến trong lòng người. Nghe lời Thánh Gioan, chúng ta hãy thanh tẩy lòng mình, hãy hoán đổi chính mình để ngày càng xứng đáng trước Thiên Chúa chúng ta. Nếu tiên tri Elia và Thánh Gioan đều quả cảm chống lại việc thờ ngẫu tượng, thì mỗi Kitô hữu hôm nay cũng sẽ là những tiên tri chống lại việc tôn thờ ngẫu tượng của thời đại. Ngẫu tượng hôm nay cám dỗ chúng ta không chỉ giới hạn nơi đức thờ phượng mà còn phát triển mạnh mẽ nhiều mặt khác nhau như kỹ nghệ, kỹ thuật, khoa học thực nghiệm, sự hưởng thụ, thực dụng, vô thần, quyền lực, vật chất, cá nhân chủ nghĩa, chủ trương tự do đến thoát luật, tự do luyến ái, tự do quan hệ ngoài hôn nhân bừa bãi, các giáo phái, nhiều lối tôn thờ ngẫu tượng khác. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng thời gian mùa vọng, mùa mà Hội Thánh mời gọi chúng con trở về cùng Chúa, hoán đổi tâm hồn mình, để thực thi lòng ăn năn tội nhằm xứng đáng lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa. Xin cho chúng con biết loại trừ mọi ngẫu tượng ra khỏi lòng mình và chỉ trung thành thờ một mình Chúa thôi. Amen.